Hello. Xin chào mọi người quay trở lại với Người trong văn phòng. Lúc ok, lại ok, hey. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Người trong văn phòng. Người trong văn phòng. Không, con Vân nó đứng sau kính, nó chỉ là người trong văn phòng. Vậy là chị không có coi cái kênh này rồi. Chị có coi cho tụi em hả? Chị có coi. Chị kể cái đúng đi rồi mới được cứu chơi. Lại lại hai ba trăm mọi người quay trở lại đến với. Thôi lại đi, mày dẫm vậy tao vô không được. Chào mừng các bạn quay trở lại với Người trong văn phòng. Ê, mẹ gọi mẹ gọi. Người trong văn phòng, cái băng đại bàng giờ đã biến thành băng đồng. Alright. Chào mừng người trong văn phòng trở lại với mình là các bạn. Hello, chào các bạn đã quay trở lại với Người trong văn phòng. Mà đúng rồi. Ở kênh này có một cái điều mà những kênh khác không làm được. Đó là chứ thề. Phải lộn. Ok. Cover là gì? Hình cover hả? Hình cover là gì? Ảnh bìa. Ảnh ngang á. Ảnh ngang thì mình đoán phải làm cái gì? Mình đoán của ai? Tại vì cover là mình phải vô trang cá nhân của người đó. Một là mình thích người đó, hai là mình ghét người đó, thì mình mới vô trang cá nhân người đó, mình mới coi được cái cover. Nhưng mà cover là nhiều khi nó cũng xàm xàm xí xí lắm, nó sẽ cho thấy được nhiều cái ẩn khuất. Không, nó thể hiện được những cái bên trong của con người đó. Em không có để cover, chỉ là bên trong rộng tối. Chị cũng đâu để cover. Em biết của ai luôn á. Trả lời đi. Nhưng mà chị nói với đi, em coi chị nói đúng không? Tại em nghĩ đáp án này đang đúng. Không, chị lúc đầu chị đoán là Vân Vân, nhưng mà chị nghĩ là Vân Vân nó sẽ không để những cái thế này. Vậy nó sẽ để hình của nó luôn. Rồi. Thì cái này không phải là của gà, không phải của hà, không phải của báo cao, không phải của đen. Thì là của ai? Không phải của Vân Vân đâu. Là còn anh Lâm Thái với lại anh Phát. Trời. Đây thôi, là nhường lực đoán này cho anh này của báo cao. Tức liền. Vân. Không thể Vân. Nào Okodomo Usagi à. Không thể nào khác được. Một cái phát này là tên máy tính của chị Vân Vân nha. Ừ. Nếu mà ai muốn vô đăng nhập máy tính chị Vân sẽ Okodomo Vân đang làm. Lâm Thái. Em đoán này Vân Vân. Tại vì Okodomo Usagi là tên Vân Vân. Vân Vân thấy chưa. Liêu liêu bà ha. Okodomo Usagi. Nhưng mà cái này là gì của nó vậy? Cái này cô vợ. Là cái này là cái gì á? Cái nón hả? Em nghĩ nó là một cái chuối. Chắc là chưa thấy cái này bao giờ luôn á. Mà sao kiếm được cái tên này luôn á? Hay thiệt. Ủa là không sao? Không phải là em. Cái này không phải là em Photoshop, không phải là em chỉnh nha. Tức à, là em có lên đứa mạng, làm luôn em rồi. Em lên mạng sợ nó có cái này luôn. Này á, nếu mà mày cắt luôn phần tóc thì tao sẽ đoán là Kiệt Nguyễn. Đại Kiệt Nguyễn hay chụp mấy cái tấm hình mà ngày ngày đứng ngoài. Ê, giống chị hả ha? Chị hồi đó hay vậy nè. Một người phụ nữ, chị thấy cái cằm thôi. Nhưng mà thật ra cũng có thể là một cú lừa, tại nhiều khi là cứ để hình người phụ nữ vậy, nhưng mà thật ra thấy nó điếp thì nó để thôi à, chứ không có nghĩ gì nhiều đâu. Này hình Google á là cô gái áo đỏ đứng ở Đà Lạt. Chị không nghĩ Hung Quýt đâu, Hung Quýt nó nhỏ con hơn cái này. Chị đoán là buồn của một ai đó. Mà chính chủ mà đúng không? Chính chủ luôn. Mà cái người đó luôn á. Hung Quýt. Thấy lặng linh thật gạt Hung Quýt, thôi Hung Quýt đi. Hung Quýt. Này là một cái gơ Đà Lạt Thanh Hằng. Này Hằng hả? Thanh Hằng. Má trời ơi nhìn. Tại vì nhìn cái view. Ghê quá, à. Mày sao nhìn như phim ma vậy? Nó không có nghệ cái con gì hết á em. Hằng đúng không? Hay vậy đó. À, mặt giống Hằng mà. Hằng thành phố đó nè. Tao nhìn thấy mỏ giống mỏ Hằng. Thôi, nhìn quá ốm tôi không nghĩ đây là Hằng trai. Cô gái áo đỏ đứng bên Đà Lạt. Giờ mình không nhận ra. Trời ơi, thì ra. Ê, hồi đó con Hằng nó ốm. Ai vậy? Anh già hả? Tại sao tao lại để cái này? Ai vậy? Gà. Không phải. Đâu ai chơi ai cực nhã với Facebook thôi vậy. Em nghĩ là cái này là phải là một cái tài khoản ai rất là bựa đúng không? Tại vì cái thời mà Facebook lúc mà nó mới lập á thì mình chơi mình rất là nghiêm túc. Con heo ai để con heo vậy? Hay là để con heo rừng, tại vì là tuổi heo thì trong đó thì có Minh ba Minh Thư. Minh Thư hả? Phát nhìn nó quê nó ở dưới đồng quê vậy nè. Báo cao. Em cảm thấy là mình luôn muốn để hình của mình, là mình luôn muốn để một cái hình đó nó đẹp, mình xây dựng cái tường nhà của mình nó đẹp. Còn bây giờ từ cái thời mà sơ khai vậy mà để một cái hình bựa cho lòng cái người là phải là bựa mà dơ mà giống như là bá dơ luôn. Ai sẽ để cực nhã? Tao không nghĩ là nữ đâu. Nam mà cực nhã vậy. Không phải gà. Ai vậy? Tao. Con bò của tao hồi xưa. Tại sao lại để con bò vậy? Bên này có tao nhưng mà cắt ra con chó để bò. Tao đứng. Má. Nên mình được cái cực nhã nhưng mà cô vợ để đây. Gà, ngoài gà này. Em thật là những cái bộ não mà phải hài hước như là anh Phát. Lâm Thái. Anh Lâm, em chị anh Lâm hả? Lâm. Thôi em là anh gà. Chốt. Em anh gà. Nhưng không, em cảm thấy là anh Hà nó để hai cái hình hai con heo được, đừng để cái mặt mình vô.
là em thấy sẽ đẹp hơn. Đừng có cái sự so sánh ở trên lợn đó. Đúng, có nghĩa là sao anh Hà một cái đẳng cấp là một cái rapper rất là một cái tầm cỡ, hiểu không? Chờ đừng đứng cái hai bé heo này. Đúng rồi. Để hình hai bé heo thôi. Duy Anh nữa, không Duy Anh đấu sầm cái gì? Anh Hà. Ấy, sao Hà Lê để này ta? Hồi đó anh chưa quen Hà Lê cái khúc này nha. Sao anh Hà Lê đi? Trời ơi. Tự nhiên đẹp trai, cái xong tính năng Facebook cover mở ra cái con xong heo. Úp con heo lên. Chạy trốn. Gà. Nhưng mà gà, em nhìn em có nghĩ là gà tại vì nhìn nó rất là rapper á. Ừ, nhìn nó rất là chơi chơi gì đó, chơi chữ cái kiểu cái kiểu tai bô. Tai bô hay phát là Nguyễn hả? Đẹp. Đẹp phải luôn. Bảo cao à. Tại vì chơi tai bô này chỉ có cái kiểu đám tụi mình á chứ. Chơi trốn. Tao nghĩ hình như không phải họ design mà này là về tâm trạng của họ hơn. Họ của chương trình chạy trốn. Chương trình á. Bảo cao. Ờ, bảo cao là nó phát lên Nguyễn. Phải. Cái nồ là chạy trốn. Những năm lên 10. Lady Killer. Nếu cái tai này tao không nghĩ là tự làm. Ồ không, chắc tự làm. Có thể là tự làm. Đâu, mình tự làm. Nếu tự làm thì mọi người đã biết tỷ dai. Cái này là lướt Yahoo 360 thấy hình này hay quá. À đúng rồi. Chị phải nhìn là cái chữ C với chữ O á, xong mọi người nó có cái chấm. Thì nó là giống như con mắt, giống như một cái người đeo kiến. Ôi. Và ở giữa chữ T nó là một cái mũi dọc sọc dừa. Vậy hả? Là làm gà hả? Không không, thì bởi là em nói là có thể nếu mà không phải là anh gà thì sẽ là một người đeo kiến. Đăng Lê. Mà đeo kiến thì có thể là anh Đen. Đăng Lê. Anh Phát. Đăng Lê. Đấy là... bản thân hiểu đúng là hiểu vậy đó. Không, tại tao nghĩ là con trai mà nếu mà cái kiểu này thì không nghĩ tới ai khác ngoài Danh. Chứ mấy host gì đâu chắc không có đẹp đâu. Trời ơi, mới nói câu á sao tự bớt giái luôn. Ê, em thấy là mặt Duy Anh luôn á. Ừ, chị cũng hình dung ra được mặt Duy Anh đang đeo kính rồi chớp chỉ vậy nè. Chị. Ừ, mặt Duy Anh mà. Kêu không như kia, kêu liền. Không quan tâm sếp không phải có tội. Trời ơi, cùng em băng qua bao đại dương. Cùng em đi cùng nhau con đường. Nam Khánh hả? Không đâu, Nam Khánh đâu có vậy đâu. Nam nữ. Nam. Canh Hy. Lâm Thái. Nó nhạc cái vậy luôn. Nó nhạc cái nó phải để mỹ biển lên vậy. Biển miền quen lắm mà mày có đăng không vậy? Không. Con vợ tao nhắc có để con vợ điển. Cái đăng này để biển thì má quen màn hình chờ Windows XP. Mẹ. Ai lùng hồi đó hay có mày? Tao biết mà tao không nói. Ai vậy anh Bảo hả? Ai lùng mày chắc chắn là đúng luôn hả? Mày chắc chắn là đúng luôn hả? Tại cái này có một lần bị thằng nào vô Facebook tao phá đổi hình khác lên. Cái tao lúc đó đang ngoài đường đúng không? Tao phải đổi đại lại thành hình này. Là mày? Là anh hả? Là anh Bảo. Đi đâu mình quen quen. Tao thấy mày ở đâu rồi? Bảo Cao. Bảo Cao. Đúng rồi. Phong cảnh, tranh phong cảnh là anh Bảo Cao. Bé Lê Nguyễn. Bé Lê Nguyễn hả? Em đoán là anh Đen. Bảo Cao. Cần Thơ luôn. Cũng là Cần Thơ. Thấy chưa? Cần Thơ. Cũng là Cần Thơ. À, có nghĩa là bạn anh Bảo đổi một cái tấm hình rất là dơ, nó dơ hả? Anh Bảo tức quá, anh Bảo lên sệt sông nước miền Tây. Cái này là biển Thái Bình Dương. Thái Bình Dương đâu là bằng sông Cửu Long. Thái Bình Dương. Sông Hồng. Wow. Ôi, quay Nhật Nguyễn hả? Không bà. Mấy cái ném mà. Cái này không phải trường tụi mình rồi nè. Của mình nào nó full pixel hơn không? Full HD sao cho 720 được 360 vậy? Tại giờ đủ má nó tao đâu có zoom được để tao coi đứa nào đâu đúng không? Phát Lê Nguyễn. Wow. Kim. Hey, cái này là ai nhìn quen quen nhìn à? Cái nhìn tao thấy tấm này. Quality này à. Colomy gì nó không cái gì. Colomy Run. Phải ở nhà chơi trong trường cũng được mà, cảm giác cái này chơi trong trường. Kiểu giống như giống kiểu tổng kết á. Ủa, gấu. Nam nữ. Hả? Linh thịt bò. Trời ơi. Rồi nói đâu? Linh thịt heo em cũng. Ê Linh ơi, em để hình này rồi em ở đâu vậy? Linh thịt heo. Ai trong giống người mờ mờ đúng không? Ở trong trong phòng không? Ai mà Linh thịt gà. Không phải, không biết linh thịt gà không phải là cái tội. Người chị có thấy ai đen mà chị chỉ Thịnh Tu là sao chị kỳ thiệt á. Nữ. Linh thịt gà. Linh thịt gà. Trời ơi, chị thấy nó luôn hay thiệt á. Chị đại mà. Nó luôn. Chị nhìn xấu, xuyên thấu được em. Kiếp trước em làm con gái nè. Vậy hả? Kiếp trước em đa tình lắm. Ôi. Em cắm sừng người ta. Ôi. Đúng không? Em lẳng lơ lắm. Ừ. Nên là kiếp này em bé luôn nè. Kiếp trước này mình chó chiêu quà. Chị lộn rồi. Thôi chưa? Ờ, này không biết tè rồi. Không biết. Ủa, lại nói gà mà. Linh. Gà. Ê, chỉ sao em phải đứng hình lại suy nghĩ lại. Ủa này phải mình không ta? Tại vì những cái tấm hình này giống như là hồi xưa ai cũng có những tấm hình giống vậy hết trơn á. Tìm người quen.
Đen nè. Vãi đen hả? Đen hả? Ta nhìn biển ta đáng à. Ủa khoan, Thịnh thôi. Không giống cái set hình mà anh cầm cái cầm cầm cái súng. Ở đây thấy giống cầm cái súng. Cái hình Thịnh cầm súng đi. Insert tụi mình nha. Đen, anh Đen hả? Đúng không? Đúng rồi. Để cắt anh rồi đúng không? Không, cho con đó. Mày rìa trái đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đăng Lê. Anh phải đứng, anh đứng ngoài rìa anh vậy không? Ờ. Em chưa có con gái của em, cái kiếp mà cái thứ ba của em nó em phải đàn ông nè. Em vậy? Chưa kiếm tên nó mày đen mẹ luôn. Nếu mày không nói chỉ đen á, tao nói bảo cao liền á, tụi bạn mày. Đen. Này, đố, ê, này vui nè, đố bà cờ nước nào? Anh nghĩ là vậy. Hồi đó đợi tiện nghi. Em không mừng. Đá banh giờ loại bỏ ra những thành phần đã có. Hai người lấy xong rồi. Ai để là cờ ý rồi. Chắc đàn ông chứ hả? Tôi đông trai. Tôi gật đầu, Trai chắc là đội tuyển đá banh. Con nào tin ý? Này văn phòng con nào tin ý? Ý trời. Ý trời. Ý trời. Ý. Ý. Ai đam mê nước ý. Vậy như ý. Là thích bóng đá ý. Chị. Thôi. Cùi. Cái này nhớ nghĩ tới, không nghĩ tới. Ừ, không nghĩ tới luôn á. Cũng không biết là tại sao cụi để cái này. Cụi ơi, anh có thắc mắc là hồi đó em có phải đam mê đội tuyển Ý đúng không? Chứ không thể nào nghĩ tới được luôn á. Anh cụi muốn đi du học nước Ý. À, cũng có thể. Nhưng mà cái tự nhiên này cái lý do đó là đam mê bị Ý hợp lý vậy. À, cũng hợp lý luôn. Là phút. Anh mới vậy hả? Không. Cụi hả? Đúng rồi đó. Em nghĩ là sẽ rất là nhiều người nghĩ giống em. Thế cụi là nghĩ là phải là một cái fan của đá banh. Đó, nhưng mà lại là ai cũng nghĩ vậy đúng không? Gọi ông hỏi luôn. Alo bà, hồi đó sao bà để cái hình cover này vậy bà? Ủa gì? Sao hồi đó bà để cái hình cover Facebook bà là cái lá cờ này vậy bà? Trời ơi, coi cái gì vậy? Ai mà biết? Bà để đó bà. Hello Eminem. Hello. Spirit bất giác tại vì sự giờ kiệt. Đúng rồi, ai thích rap nữa ta. Bạn phải Hà Lê, tại anh Hà Lê là đủ mất cái chất rồi. Trời ơi. Gà. Rapper là gà. Gà. Anh gà. Sao nãy giờ mình đến gà hoài không? Anh Phát. Eminem. Phát. Mấy anh mà thích Eminem. Anh gà. Gà. Phát. Anh gà, mấy anh thể hiện ngay trong cover là Lâm Thái. Wow. Love is the boom. Anh không có ý nói gì là thầy. Lâm Thái. Ồ, đúng đúng. Phan cuồng Eminem. Phải không? Hà Châu Mính để em hay biết tại vì chỉ Châu. Mời. Rồi, vậy là Miss C à? Không biết. À, Lâm Thái. Đúng rồi. Phan. Lâm Thái. Thật ra là Lâm Thái fan Miss Thi nha mấy bạn. Cái người này chỉ là trả hình thôi. Tướng giới luật. Trời ơi. Mấy bạn thấy kiểu mấy cái này là lên mạng search Eminem code nè. Xong rồi, quá không biết bởi. Chỉ lên search Eminem thôi. Ra gì đó. Biết không biết. Phải biển rồi. Phải Minh Vân. Đúng không? Những con người này là phải để hình mình. Trời ơi, phải để cái hình của mình. Đang thay đổi. Thiệt. Đang thay đổi. Thiệt. Thiệt. Mong quý khách thông. Giờ nhìn vô biết luôn. Hai đít mấy ơi ngồi đây ít nhất cũng thấy 10 tấm hình Minh Thư xưa rồi. Minh Thư không biết ai luôn á. Nhìn không ra hình này à, giữa. Không thể nào nhìn ra được. Che mặt đi rồi sao biết được ai. Gà. Trời ơi. Còn gì đâu mà đoán được. Tự nhiên cái tinh thần xuất hiện không? Đây là trời dưới lưng. Đáng yêu, đáng yêu. Đây là Lotte. Đúng rồi bà. Lotte đúng không? Xong rồi hồi đó tôi còn nói là ví dụ mà có 3 người nói tôi giống Miu Trầm, tôi sẽ đặt nickname là Miu Trầm. Cái có ai nói không? Có, là tôi đợi đúng 3 người nói tôi đổi tên Facebook thành Miu Trầm. Xem là lịch sử Facebook tôi là Miu Trầm. Sao mà dễ dãi. Trời ơi. Trời em đang Châu Giang. À anh già. Trời ơi Châu Giang để hình này anh cũng bad chip lắm nha. Ừ anh á. Thì cái hồi này là cái đợt 2011. Là cái đợt vừa mới có cover luôn á, là làm liền luôn. Ôi, Big Bang, ủa không? Này Big Bang hay Suju? Suju là anh gà. Anh gà chắc chắn luôn, này có phải là bias của anh gà không? À, Hee-chun hả? Hee-chun đúng luôn. Ghê bà. Ừ, tại vì anh gà có một cái gói hình Hee-chun. Em nhớ là Vân Vân tặng sinh nhật. Tối nào ngủ mà cũng ôm ở hán á. Em thấy mà, ông ôm ở hán. Ông còn chà chà nữa.
thằng trong Super Junior luôn đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Cái hình mình trên cái gối á, hình mình trên cái gối. Wow, fanboy. Fanboy, fan. Ừ, up lên cùng nhau đồ. Wow. Wow, chụp kiểu này là bố tao cũng biết ai luôn á. Ngày Trung Thu. Trời ơi, đồ chụp ngược sáng l*** què gì vậy? Phát hả? Nè, ổng nè. Ờ, nhìn cái dáng l*** hình l*** với lại hồi xưa hay mặc áo body. Nhưng mà nhìn giống Sài Gòn nè. Đúng không? Ông không biết được. Giờ tôi ra mũi góc khác rồi thì cũng để biết được. Nhưng nhìn giống Sài Gòn. Em nhìn này đứng hàng đó. Đúng rồi. Em nhìn ổng là ngay đây nè, ngay đây khoe nè. Ôi tao tưởng nữ. À, đụng flare gì quá, trời thơ đẹp. Chết cha, cái này khó. Rồi chụp hình mắt gì đứng ngược xa. Anh Phát. Phát Lê Nguyễn. Anh Phát, yeah, đúng rồi anh. Mặt Phát. Mặt đố và anh Phát đứng đâu tôi biết rồi đó. Em nói chị nghe nha. Anh Phát là vốn là cái làn da của anh không được sáng rồi. Đứng tấm hình này thì sáng đen gì nữa bà. Bà đoán rồi. Em đoán là anh Phát ở đây nè. Ở từ, ba. từ bên trái vô là thứ ba. Thứ ba hả? Chị đoán là từ thứ năm. Thứ năm, 1, 2, 3, 4, à bên đấy hả? Cho xin đáp án của ban tổ chức ạ. Vâng. Ồ, chị đúng rồi. Ghê thiệt. Trời ơi, trời ghê chứ trời. Xong đường càng già càng cao. Ồ, chị cảm thấy như là chị có con mắt gì thiên long. Cái gì em dịch cho chị nói sai. Thiên long là bút bi. Con mắt thiên nhãn, nhãn. Thiên nhãn. Ừ, nãy chị tính nói thiên long nhãn á. Thiên nhãn. Trời ơi, cái chất lượng này, cái ánh sáng này. Ngược sáng nữa chứ, ngược sáng. Này lo đảm nhờ người đi đường chụp giùm. Thôi chị chụp em đó mình canh máy ngay lúc mà cái này chiếu là qua rồi đó, thấy mặt ai. Để cho tao biết là thằng nào đứng ở đâu trong mắt. Sao thấy được? Áo trắng. U, ở đây còn con trai đó hả? Tao nghĩ là nữ sẽ đứng bên nữ thôi. Ủa? Phát? Anh Phát hả? Mình hiểu được những câu chuyện đó. Ừ, chị nghĩ con thằng nó hề hước bên ngoài vậy thôi chứ thật ra bên trong nó không phải như vậy. Chứ thật ra tấm hình đó người ta có thể chỉnh màu sắc hơn mà tại sao nó lại chỉnh trắng đen mọi người. Hiểu không? Có màu chị. Có màu đỏ, mà. Có màu đỏ. Chị mất thị giác hả? Này Covid 2021 vậy? Chủng mới. Thường là để cover sẽ để cái tên của mình có mặt mình. Ừ thì nè. Nhóm bạn bè này. Thường á là sẽ như nhóm bạn bè. Ý là hai anh em. Ý là thua rồi cái gia đình trường đại học này của ai tao quên bà Linh Thịt Gà. Linh Gà đâu? Chỉ tao Linh Thịt Gà coi. Mày không biết có khi cái hình này Linh Gà đăng lên không có Linh Thịt Gà. Bạn bè Linh Thịt Gà không cho Linh Gà chụp chung. Nhiều khi nó là người chụp xong đăng lên. Mọi người có đoán được câu chuyện tại sao lại để tấm hình này không? Mỗi bức ảnh một câu chuyện. Phải lộn lên mạng đau về. Ok, bye bye mọi người. Bye mọi người, đừng quên nhấn like, share, subscribe cho các bạn người trong phòng văn. Ok, các bạn cảm thấy là các bạn thích cái hình cover nào, các bạn comment bên dưới. Các bạn đang cái hình cover nào là sạm xí thì các bạn cũng có thể comment bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi tụi mình suốt thời gian nhiều qua. Đến lúc là tụi mình phải nói lời tạm biệt trong cái video này thôi. Bye bye. Từ từ đừng tắt, để tao đi ra. Sinh nhật mà không hồi kết. Nhưng không hồi kết, bấm cái sụt này hoài cho em. Sinh nhật là sinh nhật hoài, sinh nhật mãi. Em với chị Thư ngồi đây tới khuya luôn. Hết sụt rồi đi về. Thì thôi chứ giờ mới 3:46 phút mà tự nhiên chào gì trời. Hết rồi bye bye. Thôi bye bye thì. Còn nhiều công chuyện lắm. Đi đi. Cho anh gái đi clip này lẹ nè. Hơi tắt đèn. Thấy chưa, người ta tắt đèn người ta không cho mình lên nữa. Ok rồi thôi. Bye bye nha mọi người. Nhớ like share subscribe cho người trong văn phòng nha. Và mong là sẽ có tự biên tự diễn hay là sitcom mới của người trong văn phòng kẻ ngán chân. Bye bye. Người trong văn phòng làm động tác gì vậy? Quên rồi. Cái động tác này em tính ăn cướp á. Like, share, subscribe. Ok. Like, share và subscribe cho người trong văn phòng.